bao giờ mà tôi tuyệt vọng như lúc này. Nhận được cái nguyên liệu á, toàn những cái gì không thôi. Bây giờ tôi không biết tôi làm cái gì luôn. Ngoài, ở đây con thấy có sốt, ướt sạch nước rất là nhiều rồi. Ngoài, con làm sốt rất là nhiều rồi. Ngoài, kho tay rất là nhiều. Cái ngoại hình nó hơi kỳ thôi nhưng mà nó ngon. Ngoại hình nó xấu nhưng mà, ngoại vô rồi. Làm sao anh biết tình ta thế? Này nè, không nên buồn và không có gì phải buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài, đúng không? Mưa nào mà hẩm lạnh. Sao vậy? Sao ngoại buồn? Hôm nay ngoại yêu anh không được. Nhà đang yên ổn, tự nhiên con bé nó về. Cô bố là như một con điên đấy. Tới đây nè, đây quay. Vô băm bở nhà ta giống như là cái gì, mấy con thỏ hay mấy con gì mà vô nhà ta ăn phá hoại phá mùa màng đấy. Đấy, cho đi, ăn qua cho đi, nướng mà ăn, xiên mà ăn đi. Oh no. Trời ơi, không được rồi, trời ơi. Ôi, sợ lắm. Sao ngoại khóc vậy ngoại? Em nghĩ là ngoại không khóc được. Khóc thì cứ khóc cho một lần. Hết nước mắt đi. Ngoại ơi, ngoại khóc hả? Ngoại buồn hả? Sao ngoại? Bây giờ ngoại đi nấu không? Bây giờ ngoại nấu mà không biết ngoại nấu cái gì vậy con? Nguyên liệu gì ấy? Nguyên liệu như thế nào ấy? Ừ, nó vớ vẩn. Cái đứa chương trình nó chơi ngoài sao biên tập mình dặn nó cái này mình kêu là mua khoai á là nào phải khoai mật nhưng mà chương trình đã mua cái gì cho ngoại khoai lang bởi vậy nhiều lúc bất mãn không nói luôn thầy tình tụi tôi làm sao ra không ra hay là chịu chết nhưng mà ngoại thích khắc phục được cái vấn đề đó không thì đấy làm đài đấy anh được thôi biết làm sao. Nhưng mà ngoại có biết là người lãnh hết hậu quả là Su Su không? Tại vì nếu mà không ăn hết thì Su Su ăn hết cái phần đó. Ôi thế hả? Ừ. Ôi. Con đấy đáng. Con đấy phải ăn hết cái mâm này. Cho nó chết. Con bỏ khóc thật à? Là con nữa. Con lại bị nó không vào thao túng tâm lý nữa. Không có làm gì đâu. Không có làm gì ngoại đâu. Phụ ngoại chút xíu rồi mà. Không làm gì ngoại, ngoại buồn. Hãy làm ngoại đi.